Có ông nào ở đây xài PC chạy Windows nhiều quá, đâm ra chán rồi muốn đổi cái hệ điều hành mới không? Ở đây tôi có hết nha. Xài thử em Mac Mini 2020 này thử, chắc chắn là mê luôn. Đặc biệt là những ông mà đang làm về nội dung sáng tạo á, phải viết kịch bản nào, phải dựng video, dựng blog nhiều á, thì hiệu năng của em này chắc chắn sẽ cân được hết luôn. Và còn những cái ưu điểm, nhược điểm nào á thì xem hết video này nha. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu về hiệu năng luôn ha, tại vì hồi nãy khen em hơi nhiều cho nên là bây giờ phải cho Đức diễn chứ đúng không? Trang bị chip 11 với 8 nhân xử lý, trong đó có 4 nhân tiết kiệm điện và 4 nhân hiệu năng cao, giúp cho lúc làm việc của mấy ông sẽ được hỗ trợ rất là nhiều luôn. Như là mấy ông có thể chơi game mà không lo đơ máy, khung hình mượt mà luôn nè. Hoặc là dựng video bằng những cái phần mềm như là Premiere, After Effects, CapCut vân vân. Từ 4K hoặc là 8K trên em này thì vẫn được nha. Tuy nhiên, nếu như mấy ông sử dụng với hai màn hình và multitask rồi dựng video nặng nè, chèn text rồi hiệu ứng giật giật chớp chớp các kiểu thì máy vẫn có tình trạng đơ đó nha. Cho nên tôi khuyên mấy ông nên chọn bản 16GB thay vì bản 8GB để cân được nhiều tác vụ hơn nha. Thêm nữa là ổ cứng SSD 256GB và 3.4GB trên dây là tốc độ đọc khá nhanh mà Mac Mini sở hữu. Thì những cái thao tác như là chép sụt, là chép file từ thẻ nhớ sang máy sẽ khá là nhanh chóng luôn. Cũng như là khi mấy ông khởi động máy là máy sẽ lên liền luôn, không phải ngồi đợi mòn mỏi nữa nha. Ai ở đây mà không thích cái cảm giác chỉ cần bấm một cái đợi vài giây sau là máy lên liền đúng không? Với một cái hiệu năng xịn sò như vậy nhưng mà thiết kế của em này thì cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đây là một cái điểm cộng khá là lớn. Tại vì thông thường theo tôi thấy thì những cái PC nó sẽ rất là to và chiếm chỗ, cũng như là sẽ chiếm nhiều diện tích trên bàn làm việc hơn. Nhưng với em Mac Mini này thì chỉ to bằng một cái hộp bánh thôi, cho nên là sẽ không chiếm quá nhiều diện tích. Đó là thứ nhất nha. Thứ hai đó chính là thiết kế cực kỳ sang, chất liệu nhôm nhám signature của Apple nè, đơn giản nhưng mà rất là chất luôn. Từ bốn góc ba công tới phần cạnh viền đều rất là hoàn thiện nè. Cảm giác cầm nắm cũng khá là đầm tay, chắc chắn. Em này cũng không quá nặng đâu, chỉ khoảng là 1.2kg thôi nên là khá dễ dàng để di chuyển và tháo lắp luôn. Để mà kết nối được với em Mac Mini 2020 này thì cũng khá là đơn giản, tại vì em được trang bị tương đối là đầy đủ cái cổng kết nối. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cổng Thunderbolt nè, hai cổng USB-A, một cổng HDMI 2.0 và một cổng Ethernet. Nhưng đây cũng là một điểm trừ của Mac Mini 11 luôn nha. Mặc dù là đa dạng kết nối nhưng mà thiết kế của cái cổng lại hơi sát nhau. Tức là trong vài trường hợp mình sẽ không thể nào tối ưu được cái việc sử dụng nhiều cổng kết nối hết. Và giải pháp cho cái nhược điểm này là mọi người phải mua thêm một cái hub chuyển đổi nữa để không gian sử dụng có thể thoải mái và tận dụng được nhiều thứ hơn. Và cuối cùng, tổng kết lại, nếu như mà mọi người muốn mua một em Mac Mini 11 2020 như thế này thì mọi người có thể tới Minh Tuấn Mobile với một cái giá cực kỳ hời hiện tại luôn là 12.090. Với cái giá này thì Mac Mini 11 đang khá là ngon trong tầm giá luôn. Thậm chí mà bây giờ còn hời hơn là mua MacBook Air hay là MacBook Pro luôn á. Nên là nếu như đang tìm kiếm một cái chỗ bán Mac Mini có giá tốt thì đến Minh Tuấn Mobile liền nha. Và mấy em thấy sao đừng quên để lại comment tôi biết nha. Và nhớ like, share, subscribe cho YouTube của Minh Tuấn Mobile. Bye bye.